Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 1006, Phách Lối. Đại huyền thiên địa bị phong tỏa hoàn toàn trở thành một chiến trường nhuộm máu, toàn bộ vô tận thiên vực, ngoại trừ huyền lan giới có đại hoang cổ mộc che chở mà sừng sững, các chi mạch còn lại ở chủ thành tất cả đều tan rã, trở thành tàn tích thần chiến cùng không rõ đạp qua. Giữa thiên địa, dòng sông máu cuồn cuộn, chôn vùi vô số cánh tay bị gãy, nhiều đại chúa tể cơ thể bị cắt ngang làm đôi, vẫn đấu tranh để trèo ra khỏi dòng sông máu, nhiều đại chúa tể không thể di chuyển. Bọn hắn cơ thể bị hỏng, ý chí sụp đổ, ánh sáng mờ nhạt trong mắt, đau đớn chờ đợi tử vong. Khí thế đại tôn không thể dập tắt kinh thiên động địa, mấy chục ngày không bao giờ dừng lại, đây là cuộc chiến sinh tử mạnh nhất của hai tôn thế gian, ngay cả thiên địa cũng âm thầm ủng hộ, trật tự tan vỡ trong hư không pháp tắc còn cuồng bạo hơn bao giờ hết, khuấy đảo tất cả, coi như là đại chúa tể được thiên địa thừa nhận, trên chiến trường này cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn trong giao thủ. Bên ngoài đống đổ nát huyền ninh, một vài vị đại tôn không nói một lời, bọn hắn đã từ bỏ tất cả những nỗi nhớ cảm xúc trên thế giới, ngay cả khi có nhiều người chết và bị thương, cũng không thể làm cho bọn hắn xúc động, chỉ có không rõ cùng thần chiến hiện ra, liên tục làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn đáng sợ hơn. Minh Tôn trầm giọng mở miệng, giọng nói có chút khàn, ngoại trừ đại tôn, không ai có thể đem bọn hắn trấn áp, đây sẽ là nơi chôn cất của một trong số họ. Thiên địa đang xuất thủ. Tân ông trong mắt của các ngôi sao chảy, nói những lời tuyệt vời. Không sai, ý chí thiên địa tất nhiên sẽ giúp đỡ để làm cho trận đại chiến này càng thêm cuồng bạo. Ngao Long gật đầu, có thể thấy rằng điều này không nhiều, chỉ có ba bọn hắn. Trong con người nặng lấp lánh ánh sáng lạnh, Bắc Minh Nguyên âm thầm tính toán ngày tháng, không rõ thần chiến đột ngột xuất thủ, thu hút mọi ánh mắt, giúp đỡ hắn rất nhiều. Để hắn không phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian cho Tiêu Viêm. Đáng sợ nhất, cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn chưa thể hiện được thực lực thực sự. Vui vẻ. Minh Tôn vẻ mặt nghiêm trang, ngày đó không rõ cảnh Thanh Long cổ vì diện lấy được đại đỉnh mọi người vẫn còn nhớ như in, từ trong đại đỉnh kia rốt cuộc luyện chế ra cái gì, cũng làm cho mọi người suy nghĩ lung tung. Tân ông bất động thanh sắc, ánh mắt thu hồi từ chiến trường của Đại Huyền Thiên, đột nhiên, hắn nhìn về phía xa váy đỏ xinh đẹp thần hoàng. Cảm xúc của người kia được dẫn dắt bởi hai người giao thủ, có một chút thăng trầm, khoảnh khắc này, hắn nhạy bén từ thần hoàng phát hiện đã đến một số thế khí quen thuộc. Thần hoàng đôi mắt đẹp ngưng trọng, giao thủ không rõ thần chiến chậm chạp không phân biệt thắng bại, mấy chục ngày nay, thực lực của hai người cũng càng thêm kinh khủng, nàng muốn đến lời của thần La lão nhân, người kia nếu muốn xuất thủ với hai người này, căn bản không có thể thắng. Trong lúc tâm trạng phập phồng, lông mày của nàng vẩy một cái. Nhìn về phía hư không một chỗ khác, vừa vặn cùng tân ông ánh mắt nghênh đón, người kia sắc mặt bình tĩnh kia, làm cho nàng hơi sửng sốt, sau đó lập tức cảnh giác, nghĩ đến bồ đề quả trên đống đổ nát huyền ninh. Trước mặt, dường như có tinh hà quét qua, âm thanh tân ông từ đó vang lên, mang theo một chút ý lạnh lùng vô cảm, người gặp quả Tiêu Viêm. Cái này có liên quan gì tới người thần hoàng? Hai đầu lông mày dâng lên sương lạnh, cười lạnh để đối phó, cách tiếp cận của tân ông làm cho nàng rất khó chịu. Tân ông sắc mặt hơi âm trầm, lúc này hắn mới xác định được, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong giới bồ đề, ánh mắt lóe lên, lại nhìn về phía xa xa Bắc Minh Nguyên, người kia làm máy sát phạt trong tay Chu Thạch Linh, giờ phút này lại giống như người bình thường không ồn ào, lúc mới xuất hiện lời nói hùng hồn không hề đề cập tới. Tâm trạng phập phồng, tân ông trong nháy mắt muốn đến rất nhiều, hắn ánh mắt lạnh lùng, chợt lạnh lùng cười, xoay người liền đi về phía phế tích huyền ninh. Hắn cũng không rõ Bắc Minh Nguyên cùng Tiêu Viêm là quan hệ gì, nhưng biết được, giờ phút này Tiêu Viêm tất nhiên cùng bồ đề cổ thụ đạt đã đến một loại giao dịch nào đó, từ đó tranh thủ đột phá đại chúa tể trong giới bồ đề, một quả bồ đề đột ngột biến mất kia chính là bằng chứng sắt. Sự khởi động đột ngột của tân ông khiến mọi người đều tìm về tinh thần, Bắc Minh Nguyên đầu tiên sửng sốt, chợt chú ý tới hành vi bình tĩnh của chính mình, lập tức hử lạnh một tiếng, thanh sư dưới thân nổi giận tiến lên. Như sấm sét cuồn cuộn, nhào về phía tân ông, Bắc Minh Nguyên lộ ra nửa thân hình, trong tay xanh như đâm ra. Hắn sát ý lẫm liệt, muốn nhân cơ hội cướp trái cây bồ đề. Ta sẽ để ngươi chết. Phanh! Dường như có hàng ngàn tinh hà quét qua, ngôi sao lớn như đấu, xẹt qua hư không lung lay sắp đổ, chặn trước Bắc Minh Nguyên, khiến người ta bất đắc dĩ xuất thủ đối phó, bước chân của thanh sư vì thế mà chậm lại. Những người còn lại trong nội tâm giật mình. Lúc này mới nhận ra thực lực của tân ông lại mạnh mẽ như vậy,
Trong lúc xuất thủ, liền để cho Bắc Minh Nguyên trời sinh đại tôn dừng chân. Trong tay, Bắc Minh Nguyên gầm lên giận dữ, biểu cảm trên mặt mọi người nhìn thấy, điều này khiến hắn nổi giận không thôi, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể gầm lên giận dữ để chút giận dữ. Đợi tiểu gia lấy đến nửa đoạn xương đại tôn còn lại, các ngươi những người này tính là cái gì? Bắc Minh Nguyên trong nội tâm gầm gừ, hắn cực kỳ tự tin, nếu xương đại tôn hoàn chỉnh trong tay, ngay cả khi so sánh với lúc này danh tiếng hiển thị không rõ thần chiến, cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên có dị thường, các đại tôn không có hạng người bình thường, ánh mắt nhấp nháy, lập tức phát hiện ra hành động kỳ lạ của Bắc Minh Nguyên, cùng với sự bình tĩnh trước đó khác với hai người, hoàn toàn không nhìn ra manh mối của máy sát phạt. Nhưng rốt cuộc là gì bất thường, không ai có thể nói rõ. Ngao Long đuổi theo trước, thân rồng khổng lồ nằm ngang trước người tân ông, hắn cúi đầu, trong mắt nhật nguyệt xoay tròn, đồng thời cũng nhìn về phía mọi người, ngươi phải xuất thủ với Bồ Đề quả, đúng với ý của ta, nhưng trước khi động thủ, ta tự hỏi, nên phân chia theo cách nào? Mỗi người một đồng đều định không khả năng, mỗi người trong nội tâm đều có bản tính riêng, ai không muốn lấy thêm mấy cái? Làm thế nào để phân chia ta không quan tâm, tuy nhiên, hứa với ta một điều, một trong những của ta có thể cho ngươi. Tân ông dừng lại, Starlight hóa thành pháp tướng khổng lồ, cùng Ngao Long bình đẳng đối diện. Cái gì? Ngao Long ngạc nhiên, điều này là gì? Yên tâm đi, coi như là lấy thực lực giao thủ để phân chia, Bồ Đề quả cũng không thể thiếu ta. Tân ông ánh mắt nhẹ nhàng, mở nhẹ. Những lời kiêu ngạo, làm cho các đại tôn còn lại đều trầm xuống, thậm chí còn có vài người cười lạnh, mặc dù nhìn thấy tân ông tiện tay chặn lai lịch của Bắc Minh Nguyên. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, làm sao có thể khiến mọi người thán phục? Người nói. Ngao Long sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói một chút. Tân ông nhấc mắt lên, hờ hững nói, nếu Tiêu Viêm còn sống đi ra, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Chương 1007, định đoạt Bồ Đề quả. Ngao Long chiếm liều trong hư không, khí thế mênh mông như đại dương, trong mắt hắn nhật nguyệt xoay quanh, nhìn chăm chăm vào ánh sao pháp tướng trước mặt. Nghe người kia nói, im lặng một chút, mặt không chút thay đổi nói, chỉ có một đại chúa tể mà thôi, vì sao phải xuất thủ với hắn? Lời nói của tân ông, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không nắm được đầu mối, hắn cân nhắc mở miệng, Tiêu Viêm mặc dù được Chí Thiên Chí Tôn coi trọng, nhưng cũng chỉ là cấp đại chúa tể, cùng đại tôn chênh lệch quá lớn, thiên địa gông cùng xiềng xích tồn tại, để bất kỳ đại chúa tể nào cũng không thể có được thực lực của cùng đại tôn một trận chiến. Một đại chúa tể. Tại sao nó sẽ thu hút sự chú ý của tân ông và thậm chí thích sử dụng một quả bồ đề như là một điều kiện để giao dịch? Hắn ở bồ đề giới có thể không nhàn rỗi, rất có thể toàn lực đột phá đại chúa tể, thổ cây bồ đề sẽ giúp hắn. Tân ông thản nhiên mở miệng, giống như đôi mắt dài sau đầu, ánh sáng sắc nét rơi vào thần hoàng, làm cho người kia đại mi gầy nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhiều hơn một chút âm trầm. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đang tìm đến Tiêu Viêm trong huyễn cảnh trùng trùng điệp điệp của thổ bồ đề, và xuất thủ với nó, nhưng lại để cho hắn tìm cơ hội trốn thoát, đúng không? Giọng tân ông vang lên, thân hoàng nghe rõ ràng, đó là hỏi chính mình, nàng cười lạnh một tiếng, không nói gì. Làm thế nào đại chúa tể có thể thoát khỏi đại tôn trừ khi ai đó cố tình xả nước? Ma La Thiên cười âm trầm, nhìn thấy biểu cảm của thần hoàng, mọi người trong nội tâm đã hiểu rất nhiều. Tân ông không nói bậy, thực sự có chuyện, chỉ là, thân hoàng đi qua huyễn cảnh xâm la vạn tượng của thổ bồ đề cổ thụ như thế nào? Thiên địa thánh vật thủ đoạn, ngay cả đại tôn, cũng không thể bẻ khóa. Nàng không thả nước, ta không biết, nhưng Tiêu Viêm trốn thoát cũng phải trả một cái giá rất lớn, hắn đã sử dụng nguồn gốc thánh vật của Thanh Long, có thể trốn thoát cũng là hợp lý. Dừng một chút, tân ông cười nhạt, về phần thổ bồ đề cổ thụ có xuất thủ tương trợ hay không, ta sẽ không biết. Nghe vậy, thần hoàng cau mày, trong mắt hiện lên sự kiêng kỵ nồng đậm, những gì người này nói cùng với những gì nàng đã trải qua gần như không sai chút nào, chẳng lẽ hắn ta đã tận mắt chứng kiến? Ta còn một điều khá thắc mắc, hy vọng các hạ có thể giải đáp, vì có thể tự ý đi lại trong huyễn cảnh của Sơn La Vạn Tượng, thì trên người nên có một cái gì đó trên người bồ đề cổ thụ, nhưng tại sao bồ đề cổ thụ lại để Tiêu Viêm chạy trốn? Nói xong, tân ông quay đầu lại, cười nhạt nhìn về phía thần hoàng, tinh quang pháp tướng vẫn đứng sừng sững trong hư không, giống như hàng ngàn đạo tinh hà rủ xuống. Mọi người thần sắc khác nhau, im lặng nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ là gì. Trong trọng đồng tử của Bắc Minh Nguyên có một màu sắc khác thường, sau khi đánh tan ngôi sao trước người, gắt gao nhìn chằm chằm tân ông, gia hỏa này nói giống như hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào suy đoán. Có thể tung ra nhiều chi tiết như vậy. Cái này cùng ngươi không liên quan.
Thần hoàng lạnh lùng mở miệng, hỏa diễm lạnh lùng trong mắt đang cháy, khí thế của tân ông hùng hổ dọa người làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cộng với những lời châm biếm như có như không, điều này làm cho nàng tự hào làm thế nào nàng có thể chịu đựng được. Tân ông mỉm cười, không nói thêm gì, ánh mắt của tinh quang pháp tướng cùng ngao long phía trên chào đón nhau, giọng điệu rất nhạt nhẽo, ta đoán, nếu hắn còn sống ra, hoặc là bước vào đại tôn, hoặc là đã đến một số lực lượng của thổ bồ đề cổ thụ, một quả bồ đề biến mất là bằng chứng. Nếu đó là trường hợp, chòm sao này tin tưởng vào tuyên bố thứ hai. Ngao long ánh mắt nhấp nháy, đuôi rồng đong đưa, chấn vỡ hư không, có khí thế ngập trời đang cuộn trào. Ta cũng nghĩ như vậy, hắn muốn bước vào đại tôn, cần phải kết hợp thực lực chí tôn, ngay cả khi hắn là truyền nhân của hỗn độn, cũng không có khả năng làm được. Tân ông gật đầu, tinh quang pháp tướng không thể nhìn thấy sự dao động cảm xúc. Đã như vậy, ngươi vì sao chính mình không xuất thủ? Một quả bồ đề quả, cái giá này có thể không nhỏ. Ngao long thần sắc nghiêm trang, tinh quang trong mắt lấp lánh, nhật nguyệt xoay quanh, có ánh sáng sắc bén đến cực điểm nở rộ, giống như muốn nhìn thấu tinh quang pháp tướng trước người. Ta có thỏa thuận với tổ long đó, sẽ không xuất thủ với tiêu viêm. Tổ long! Nghe vậy, thần sắc lạnh lùng của ngao long hiện lên một chút khác thường, ngày đó không rõ ở thanh long cổ vị diện, hắn quả thật nhìn đã đến bên cạnh tiêu viêm có một tổ long. Im lặng một lát, ngao long nhìn thấy một vài đại tôn ở phía xa, và sau đó nhìn vào ánh mắt của ngôi sao pháp tường trước mặt mình, trầm giọng nói, thiên lý ở đâu? Một quả bồ đề quả, chính là thiên lý. Tân ông cười nhạt, nghe vậy, ngao long cũng cười, gật đầu không nói. Đại tôn ngôn xuất pháp tùy, hắn không lo lắng trước đây phản bội. Hai vị có chút không có người ở trong mắt, những người này, muốn còn nhiều người nữa. Minh tôn mở miệng, phất trần trong tay vẫn chưa xuất thủ. Tân ông đã đặt một quả, mang đi tặng nhân tình, đây là sự tự tin cỡ nào, lại kiêu ngạo cỡ nào. Ma La Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, hắn trên người hắc viêm lượn lờ, có ma khí mênh mông, tràn ngập trong một mảng lớn các vết nứt của hư không. Vậy lấy thực lực định đoạt. Bắc Minh Nguyên cười lạnh, ánh sáng điên cuồng trong con người nặng lấp lánh, tiêu viêm không biết làm thế nào, nhưng nếu hắn đã mở miệng, tự nhiên phải làm mọi cách để trì hoãn đủ trăm ngày. Vừa nói ra, khí thế giữa hư không đại biến, khí thế trên người mọi người bắt đầu khởi động, đã âm thầm cảnh giác. Ta có một lời, không cần xuất thủ liền có thể định đoạt bồ đề quả thuộc về, không biết chư vị ý như thế nào. Thú hoàng cùng tinh đấu đều là người không giỏi ăn nói, ngoại trừ tân ông cùng ngao long, thuộc về minh tôn thực lực mạnh hơn một chút, hắn cười nhạt một tiếng, phất trần khinh tung, ngăn chặn khí thế đột nhiên cuồng bạo. Mọi người nhìn nhau. Sau đó ngao long nhẹ nhàng gật đầu, thất vọng minh tôn nói tiếp. Không rõ thần chiến lấy đại huyền thiên làm chiến trường, máu nhuộm thiên địa, tư thế oai hùng không giảm năm đó, hai bên đều là những người đứng đầu, giao thủ mấy chục ngày, vẫn không phân biệt thắng bại. Không ai có thể nói rõ nơi này rốt cuộc là nơi ngã xuống của ai, không bằng mỗi người đặt cược một phương, đánh cuộc ai có thể sống đến cuối cùng. Chúng ta tạm thời chia đều 8 quả bồ đề, mỗi người sẽ đặt cược vào trái cây bồ đề. Người thua sẽ không còn quyền nhúng chạm vật này nữa, do phía người thắng phân chia, như thế nào? Ngay sau khi lời này xuất hiện, mọi người đều có thần sắc khác nhau, sau đó lần lượt nhìn về phía đại huyền thiên trung ương, nơi thiên địa va chạm, khí thế ngập trời, không rõ thần chiến hai người trải qua mấy chục ngày giao thủ, mặc dù trong mắt bọn hắn, vẫn ở trạng thái ngang hàng ngang sức, với trạng thái hiện tại mà nói, người thắng cuối cùng, giờ phút này căn bản không thể nhìn ra. Đây thực sự là một cách. Tân ông khẽ cười, hắn trong nội tâm âm thầm thôi diễn, lại cảm thấy một mảnh mông lung, sau đó là thoải mái, hai người này kết quả nhất, ngay cả thiên địa cũng không thể đoán trước, đại tôn càng không thể thôi diễn, như vậy, ngược lại là công bằng. Chương 1008, không rõ ngày, mọi người cũng âm thầm trong nội tâm, tất cả đều không thu hoạch được gì, ánh mắt lấp lánh, mặt không chút thay đổi gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Minh Tôn. Giao thủ của đại tôn hàng đầu hai vị. Cho đến ngày nay vẫn không thể nhìn thấy manh mối, tất cả mọi người đều biết rõ, ở giữa này tất nhiên sẽ có ý chí thiên địa trong việc thúc đẩy. Bắc Minh Nguyên mừng thầm, ông già này đề xuất đúng thời điểm, giao thủ không rõ thần chiến trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, như vậy bọn hắn chỉ có thể yên tĩnh các loại, vừa vặn giải quyết vấn đề cấp bách cho hắn. Chẳng bao lâu, 8 vị đại tôn đã đặt cược, mỗi bên có 4 người, đại tôn ngôn xuất pháp tùy, mở ra ngay lập tức không thể thay đổi. Bây giờ phải chờ bọn hắn phân ra tử. Bắc Minh Nguyên lạnh lùng mở miệng, giả vờ có một chút thiếu kiên nhẫn, để tránh để cho mọi người nhìn thấu. Không, làm ngay bây giờ, loại bỏ bồ đề quả.
Tân Ông cười nhạt, dưới chân tinh hà dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã đi vào đống đổ nát huyền ninh, đến đỉnh thổ bồ đề cổ thụ, tám đạo ánh sáng vàng rực rỡ thay đổi muôn vàn ở các phương diện khác nhau, dẫn đến trật tự này pháp tắc, huyền diệu khó lường. Bắc Minh Nguyên sừng sốt, chợt giận tím mặt, dưới thân thanh sư như một tiếng sấm sét lóe lên, trực tiếp xông về phía Tân Ông, đồ hỗn trướng này khinh người quá đáng, không phải nói đợi cho đến khi hai người sinh ra rồi mới chia nhỏ sao? Tại sao bây giờ ta phải làm điều đó? Nếu để hắn hái quả bồ đề, lão già này có thể sẽ bị kỷ nguyên lực lượng cũ xóa bỏ, Tiêu Viêm có thể đáng tin cậy hay không vẫn là hai lời, quan trọng hơn là, đến lúc đó hắn coi như đã lấy đến nửa còn lại xương đại tôn cũng không thể hợp thành một. Trước khi cây bồ đề, ánh sáng lạnh trong mắt Tân Ông lấp lánh, tinh quang pháp tướng trong nháy mắt hiện lên phía sau, giống như có vạn trượng, pháp tướng nổi giận gầm lên, hàng trăm đạo tinh hà mênh mông, cuốn ra, tựa như cuồng long bốn phía, trong phút chốc liền nuốt Bắc Minh Nguyên vào trong đó. Đừng ngại! Tân Ông âm thanh lạnh lẽo, không quay đầu lại, trước mặt tất cả đại tôn, vươn tay ra, tinh hà thao thao, như nắm lấy bàn tay to của thiên địa, hướng về phía một bên kim quang thế giới rơi xuống. Ông, đột nhiên, thiên địa chứng minh, trước mắt một đạo hắc ảnh lóe lên, chặn được bàn tay to lớn của Tân Ông rơi xuống, hắn nhìn kỹ, là một quả long lân lấp lánh hàn quang, tựa như cự nhạc lớn nhỏ, ngăn ở phía trước bàn tay lớn của tinh hà. Đừng quá nóng vội, chờ bọn hắn phân thắng bại rồi mới thắng cũng không muộn. Xa xa, sắc mặt ngao long lạnh lùng, hắn hai tay ôm ngực, đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt vẫn là lưu lại đại huyền thiên trung ương giao thủ hai người. Nghe vậy, Tân Ông ánh mắt nhấp nháy, ngôi sao lấp lánh bắn ra từ đồng tử, sắp xé rách long lân màu đen, Trung Quốc ở xa đột biến, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không rõ đột nhiên ngã ngửa, chẳng hạn như bị tấn công nặng nề, thoáng chốc, huyết quang ngập trời xâm nhập, chiến trường vốn ngang tài ngang sức vào giờ khắc này nghiêng, trong bóng máu, thân chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bốn vó đạp nát hư không, đột nhiên xuyên thủng ánh sáng màu đỏ nặng nề, cự kiếm trong tay chém nát thiên địa, trực tiếp đem thân thể không rõ cắt ngang làm đôi. A, sắc mặt của thần hoàng hơi thay đổi, nàng đặt cược là không rõ, nhìn người kia bị thần chiến phân thây trong nội tâm không khỏi trầm xuống, thân thể diệt vong mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến đại tôn, nhưng loại đại chiến cấp độ này, chỉ cần vô tình có thể làm cho toàn bộ thua cuộc. Hậu quả là nàng không thể chấp nhận được. Trong bóng máu, khí thế thần chiến ngập trời, thần uy cái thế, cự kiếm trong tay dường như có thể làm cho thiên địa thần phục, cự kiếm đâm qua, tiểu cô nương lại bình yên vô sự, thấy vậy, hắn cũng không để ý tới, từng bước ép sát, không chút do dự, thiên địa đại đạo diệt tất cả, bốn vó chấn nứt hư không, không cho thời gian khôi phục thân thể không rõ. Và tiểu cô nương không có dắt không rõ, giống như một cái gỗ vô căn trôi nổi trong hư không. Hai mắt vô thần, giống như một bóng ma. Mọi người từ xa nhìn, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó, giống như nhấc lên một lực lượng cực kỳ đáng sợ, bước tiến của thần chiến đột nhiên dừng lại, bốn vó không còn tiến lên, trong mũ giáp máu loang lổ, ánh mắt màu sắc của thâm hồng bạo phát ra, ánh mắt nhìn thấy hư không, khóe miệng không rõ vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong hốc mắt lại càng thêm nóng bỏng, lực lượng không rõ trở nên yếu hơn một chút. Ngao long sắc mặt lạnh lùng, trong nội tâm trầm xuống, hắn áp giải đồng dạng là không rõ. Làm tốt. Mà La Thiên cười, lực lượng không rõ rơi xuống, điều này có thể là tin tốt. Tính toán sai, không thể tưởng tượng rằng người đầu tiên bị cắn trả sẽ là lão phu. Không biết cười lạnh, hắn vươn tay ra, tiểu cô nương rất nhanh đã đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn cầm tay hắn. Cảm giác của ta đã đến chiến thắng. Xa xa, thân chiến lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm khàn khàn, như cuồng phong trong u minh đang giận dữ. Còn sớm đâu? Nụ cười không rõ vẫn như cũ, nhìn về phía bên có thể yêu tiểu cô nương, tình yêu chạm vào đầu nhỏ của người kia. Đột nhiên, hắn ta mở ra huyết đại khẩu, như một con chăn nuốt voi, trực tiếp nuốt tiểu cô nương vào bụng. Cảnh tượng này khiến mọi người ngạc nhiên, nhìn không rõ nuốt tiểu nữ hài, toàn thân bắt đầu run rẩy mãnh liệt, sau đó toàn bộ thiên địa đều rung động. Minh Tôn thần sắc nghiêm túc, giống như muốn đến cái gì đó. Không đợi hắn mở miệng, dưới bồ đề cổ thụ, âm thanh Tân Ông đã vang lên, hắn lấy cửu thiên chỉ đỉnh thuộc về chính mình, vì muốn luyện chế ra không rõ trời, cô nàng này, có lẽ ẩn chứa lực lượng không rõ ràng, không rõ động loạn. Vừa nói ra, mấy người theo bản năng thốt ra, mặt mang theo kinh hãi. Thú vị, người ta nói rằng kỷ nguyên không rõ ràng mở ra, có thể có hơn một nửa số người dưới ngoại chi thiên chết vì điều này, do đó có thể náo nhiệt hơn nhiều. Mà La Thiên trong mắt huyết quang lóe lên,
âm u mở miệng, người chết càng nhiều càng tốt, thời đại này, kẻ yếu vốn không nên tồn tại. Thu hoạch bất ngờ. Thú hoàng lắp bắp tự nói, có thể nhìn thấy không rõ sự hỗn loạn mở ra, cũng không uổng công đến một chuyến. Đại huyền thiên trung ương, không rõ chậm rãi bình tĩnh lại, dáng vẻ của hắn cũng không có chút thay đổi nào, nhưng trong hốc mắt u ám, lại biến thành màu xám trắng, liếc mắt một cái, giống như vạn vật khô héo. Tân ông thần sắc ngưng trọng, loại lực lượng này làm cho hắn đều mơ hồ cảm thấy bất an. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bồ đề cổ thụ, thân cây khổng lồ giống như được bao phủ bởi một lực lượng nào đó, một lực lượng đồng dạng sâu không thể đo được ầm ầm bốc lên, bồ đề cổ thụ ngay lập tức nhổ rễ, lao về phía bầu trời ảm đạm. Chương 1009, Thanh Tôn. Toàn bộ đống đổ nát huyền ninh bị phá hủy, vô số rễ cây cổ thụ từ mọi nơi trong đống đổ nát mà ra, giống như cầu long, nghiền nát hư không, mang theo những nỗ lực không thể diễn tả được, bồ đề cổ thụ che khuất bầu trời, ánh sáng vàng đan xen, hoa văn rực rỡ hơn, trong nháy mắt lan rộng hơn phân nửa thiên khư vô tận, thậm chí còn đè bẹp những lực lượng không rõ ràng quét qua hư không. Sự thay đổi đột ngột đã thu hút sự chú ý của thần chiến không rõ, hai người ngước mắt lên nhìn lại, nhìn vào sự bất thường của bồ đề cổ thụ. Hốc mắt nhợt nhạt hỏa diễm như một ngọn lửa nhẹ nhàng, có sự kỳ lạ không nói nên lời, ánh mắt thu hồi từ bồ đề cổ thụ, hắn cười nhạo, khuôn mặt già nua xấu xí lộ ra nụ cười thâm trầm khó lường, đại tôn xuất thủ. Thần chiến vô ngôn một lời, thanh kiếm khổng lồ trong tay xẹt qua, hư không vỡ vụn, hư không loạn lưu cuồng mãnh chưa tới trước người hắn đã bị liệt, ánh sáng huyết sắc lóe lên quanh người, ngăn trở không bao giờ xâm nhập vào người. Không rõ sự hỗn loạn, ta đã chờ đợi điều này, đó là thực lực thực sự của ngươi. Hắn âm thanh lạnh lùng, thấp và mạnh mẽ, không quan tâm đến sự khác biệt của thổ bồ đề cổ thụ, không ai có thể làm phiền bọn hắn. Nụ cười không rõ ràng quỷ dị, không vội vã xuất thủ, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào bồ đề cổ thụ, như thể đang chờ đợi cái gì đó. Dưới mũ giáp nhuộm máu, thần chiến trong hai mắt huyết quang tràn đầy, bốn vó đạp qua hư không, thanh kiếm khổng lồ trong tay như máu tươi bắn tung tóe, rung lên hư không loạn lưu, muốn không rõ mất mạng. Ở trước mặt ta, ngươi sao dám phân tâm? Hắn gầm nhẹ, cự kiếm xẹt qua, thiên địa không ánh sáng, làm cho số lượng hư không vỡ vụn, bóng tối như uyên, che hơn phân nửa thiên địa. Khí lực thao thao không dứt, chấn thiên động địa. Thân hình không rõ nguyên vẹn bị vỡ, nhưng lại xuất hiện ở phía bên kia hư không vực sâu, còn nguyên vẹn, lực lượng không rõ nguồn gốc rơi vào trên người, khiến hắn dường như không còn ở trong vùng đất thiên địa này nữa. Chờ một chút, chờ ta gặp một người rồi lại cùng đánh. Mở không rõ, hỏa diễm xám trắng trong hốc mắt đốt cháy mạnh mẽ hơn. Tại sao? Thần chiến chống kiếm mà đứng, giống như chiến thần bất bại, trong mắt huyết quang ngập trời. Ta rất muốn biết những gì đã xảy ra với Thái Sơ từ trên người hắn ta. Nghe vậy, thần chiến không còn nói chuyện nữa, tâm tư không rõ ràng không còn ở trận chiến này nữa, là đối thủ cũ trải dài trên nhiều kỷ nguyên, hắn biết rõ điều này. Không rõ khóe miệng bị nứt nẻ, lún sâu vào hốc mắt, một trong những điều hắn ngưỡng mộ nhất đối thủ cũ này chính là, người kia trầm mặc ít nói, nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu qua rất nhiều chuyện, cũng không cần phải giải thích với nó. Ầm ầm. Bồ đề cổ thụ treo cao trong đại huyền thiên, dưới sợi rễ tiếp giáp với tàn tích huyền ninh, cành cây liên tục bầu trời, xuyên qua thiên địa, lực lượng thời tiết chảy xuyên qua bốn phương, ngăn chặn lực lượng không rõ nguồn lực, cũng làm cho đại hoàng cổ mộc của huyền lan giới rung chuyển, giữa hai bên rừng như có liên hệ bí ẩn nào đó, khiến cho vùng thiên địa bị phong tỏa này rung lắc, lực lượng phong tỏa lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Bên ngoài đống đổ nát huyền ninh, trong mắt một vài vị đại tôn có vẻ kinh ngạc bốc lên, Bắc Minh Nguyên cố sức thoát thân từ trăm ngàn đạo tinh hà, hắn nhìn về phía bồ đề cổ thụ, trong nháy mắt, trong mắt liền tràn lên vui mừng. Nhìn vào điều này, Tiêu Viêm đã bước vào đại tôn một cách suôn sẻ để giúp bồ đề cổ thụ chào đón sự xóa bỏ của kỷ nguyên cũ. Đây là Tiêu Viêm giở trò quỷ, có phải hay không? Âm thanh của tân ông vang lên từ xa, Bắc Minh Nguyên quay đầu lại nhìn lại, đang chào đón đôi mắt sâu thẳm của ngôi sao trước đây. Đoán đúng, Tiêu Viêm bước vào đại tôn. Bắc Minh Nguyên cười khẩy mở miệng, cũng không còn giấu giếm cái gì, tâm trạng của hắn rất tốt, Tiêu Viêm bước vào đại tôn, có nghĩa là hắn có thêm một người giúp đỡ khi lấy nửa xương đại tôn còn lại, bồ đề cổ thụ có thể sống sót, phần cuối cùng của xương đại tôn cũng để lại, bây giờ ngẫm lại, thật là thật vui. Nghe vậy, tất cả đại tôn đều nhìn về phía Bắc Minh Nguyên, gương mặt xinh đẹp của thần hoàng lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ cách đây không lâu chỉ là người khó khăn thoát khỏi tay hắn, sao có thể bước vào đại tôn nhanh như vậy? Thì ra là như vậy, ta hiểu được,
Kỷ nguyên này hẳn là thời điểm Thổ Bồ Đề cổ thụ đối mặt với kỷ nguyên cũ xóa bỏ, hắn vì độ quá khứ, chỉ có thể mượn lực lượng của Đại Tôn. Nói như vậy, Tiêu Viêm bước vào Đại Tôn quả nhiên là Bồ Đề cổ thụ âm thầm giúp đỡ, cái quả bồ bối kia sở dĩ biến mất, chính là cho Tiêu Viêm đi. Ngao Long lạnh lùng mở miệng, tâm tư của hắn đồng dạng nhanh nhẹn, rất nhanh liền phản ứng lại. Có thể là, hắn xuất hiện trước mặt Bồ Đề cổ thụ thực sự là Đại Chúa Tể, và đó là bao nhiêu thời gian trôi qua và bước vào Đại Tôn. Mà La Thiên trầm giọng mở miệng, hắn ban đầu xuất thủ với Tiêu Viêm, thực lực của người kia rõ ràng đang ở cấp độ Đại Chúa Tể, ngay cả khi hỗn độn chuyển nhân, làm sao có thể tăng vọt. Rất bình thường, thế giới bên ngoài một ngày là một năm trong giới Bồ Đề, hắn mất 4-50 năm bước vào Đại Tôn, tốc độ không tính là chậm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhanh. Tân ông trong mắt tinh quang lấp lánh, đè nén một chút lo lắng trong nội tâm, ta vốn tưởng rằng, trên người hắn có nhiều lực lượng chí tôn, muốn hòa nhập sẽ rất khó khăn, bây giờ xem ra, hỗn độn khí xa hơn những lực lượng chí tôn này, có thể dễ dàng cho lực chí tôn hòa hợp. Đó là lời giải thích duy nhất, và chỉ có như vậy, Tiêu Viêm mới có thể kết hợp tất cả các lực lượng thành một trong 4 hoặc 50 năm, diễn hóa thành thiên địa đại đạo. Nói như vậy, thật sự đáng sợ không phải Tiêu Viêm, mà là hỗn độn khí, lực lượng trước đó của Thái Sơ, thật là kinh khủng như vậy. Minh Tôn thản nhiên mở miệng, tán đồng giải thích này. Thân Hoàng cùng Thú Hoàng Đô là không nói, bọn hắn hai người trong thế giới mới trong 10 thế thành tôn, và kiểm soát thế giới mới vô số vũ trụ đế hồng, đó là thế giới được sinh ra trước Thái Sơ, thực lực của người kia bọn hắn rõ ràng, ngay cả khi trở thành bọn hắn của Đại Tôn, cũng không thể chống lại trong thế giới mới. Từ xưa đến nay, rất nhiều chí tôn đang theo đuổi lực lượng bí ẩn này hơn là không rõ ràng, trong kỷ nguyên này, chư vị có thể nhìn thấy 1-2. Minh Tôn dứt lời, các đại tôn đều lộ ra thần sắc quái dị, lực lượng trước đây của Thái Sơ tất nhiên khiến người ta tò mò, nhưng nếu lực lượng này bị chí thiên chí tôn cướp đi, chắc chắn sẽ làm cho người ta mạnh mẽ hơn, như vậy, bọn hắn có thể sẽ không còn hy vọng tấn công chí tôn, chiếm lấy tạo hóa. Chí thiên chí tôn không giết Tiêu Viêm trong ngày vạn giới, rõ ràng là để chờ đợi người kia bước vào Đại Tôn, bây giờ Tiêu Viêm đột phá Đại Tôn, nếu chí thiên chí tôn xuất thủ, bọn hắn thì sao? Chương 1010, mạt sát. Trong nháy mắt im lặng, ngoại trừ Bắc Minh Nguyên, mỗi vị Đại Tôn đều là nhìn vào thần sắc thay đổi của người ta, rất nhiều người trong bọn hắn tỉnh lại, chính là vì chí thiên chí tôn hy sinh phần lớn lực lượng, nếu chí thiên chí tôn đã đến trước Thái Sơ, thật khó để tưởng tượng người nam nhân đáng sợ này phải kiểm soát một vài kỷ nguyên. Nếu thật sự là như vậy, bọn hắn không bao giờ có ngày xuất hiện. Thọ nguyên của Đại Chúa Tể chỉ có 1 kỷ nguyên, Đại Tôn mặc dù cùng tồn tại, sẽ không có nguy cơ thọ nguyên tương tận, nhưng khí huyết suy bại lại không thể tránh khỏi, sau đó thực lực sẽ chỉ dần dần bại lui, cho đến khi lặng lẽ hóa thành một phần thiên địa, không thể đứng vững trên thiên địa, liền không thể làm được ý nghĩa chân chính của trường tồn. Không rõ thần chiến, cũng đang theo dõi Bồ Đề cổ thụ dị động. Mà La Thiên cười lạnh, Tiêu Viêm bước vào Đại Tôn, làm nổi bật sự mạnh mẽ và đáng sợ của hỗn độn khí. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để trấn áp hắn. Minh Tôn mặt không chút thay đổi, trong nội tâm thầm hận, sớm biết như vậy, trước đó nên vi phạm thiên lý, trực tiếp giết Tiêu Viêm. Tân ông không cho có thể không, hắn nhìn về phía trên Bồ Đề cổ thụ, thân hình đột nhiên nổi lên, dưới chân tinh quang loang lổ tuôn trào, như tinh hà quét qua, từng đạo tinh quang đại thủ xuất hiện. Phải đem toàn bộ 8 quả bồ đề để hái ra. Lần này, Ngao Long không xuất thủ ngăn cản nữa, hắn cùng tân ông giống nhau, đều muốn đến điểm này, có lẽ nhân lúc này, buộc phải hái quả bồ đề sẽ thay đổi khác. Tinh quang tay cầm nắm thiên địa, xuyên thấu ánh vàng lấp lánh xung quanh bồ đề quả, dưới sự theo dõi của mọi người, mắt thấy sắp cầm toàn bộ 8 quả bồ đề trong tay. Ông, lực lượng phong tỏa khu vực này đột nhiên tan vỡ, chẳng hạn như gương mịn màng bị phá vỡ cùng một lúc. Dòng sông hắc huyết dày đặc chảy trong vân hải tan vỡ lao ra bốn phía, với nhiều đại chúa tể sâu sắc chấp niệm, không thể chờ đợi để thoát khỏi đây. Không đợi dòng sông máu rời khỏi vùng thiên địa này, một loại khí lực mênh mông không thể diễn tả được, giống như từ trong thiên vực không thể tiếp cận, nhưng mênh mông, từng dòng sông hắc huyết nồng đậm dưới dòng nước này, nơi đi qua, vạn vật dường như đều bị xóa sổ, xuyên qua vân hải trùng trùng điệp điệp, như nhiễu loạn, trực tiếp nổ tung trên bầu trời bồ đề cổ thụ. Tân ông kêu lên một tiếng đau đớn, tinh quang bàn tay to tất cả đều tán loạn, tinh quang pháp tướng phía sau hắn cũng hóa thành tinh quang tán đi đầy trời, cả người chấn động, liên tục lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều chấn động, đồng loạt ngẩng đầu lên,
nhìn về phía trên bồ đề cổ thụ, loại lực lượng kinh dị không thể diễn tả được, giống như từ nguồn thiên địa xông đến, làm cho một đám mây xám xịt, âm u đè xuống, áp lực 10 phần, giống như thiên địa là địch, khiến người ta không dám thở dốc. Thực lực thiên địa của kỷ nguyên cũ, không có gì ngạc nhiên, ánh mắt Minh Tôn ngưng trọng, hắn cũng từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên cảm giác của mình, dưới loại lực lượng này, hắn thân là đại tôn, thế nhưng đều sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Âm âm, giữa những đám mây u ám, có sấm sét oanh xuống, đánh nát một mảng lớn bóng tối, sóng âm như thủy triều, quét qua bốn phương, trên bồ đề quả, ánh vàng lấp lánh như bị xé rách. Sấm sét đánh thẳng vào cây cổ thụ, từng mảng lớn thiên địa tại thời điểm này vỡ vụn, bát vị đại tôn lần lượt lui ra phía sau, vẻ mặt nghiêm trang nhìn bồ đề cổ thụ trải qua cảnh kỷ nguyên cũ xóa bỏ, cửu đạo thiên địa kiếp lôi, coi như là đại tôn, e rằng cũng khó có thể chống lại. Huyền Lan giới, đại hoang cổ mộc run rẩy trong lạnh, kỷ nguyên cũ dường như đã lan đến nó, kéo dài như một con rồng trên thân cây, một thế giới nhỏ đang nổ tung, khí lực khủng bố hoành hành, vô số người chết đau đớn. Sẽ thập trọng Vân Hải khuấy động trời lở đất. Trên Vân Hải, Huyền Chí Dương sắc mặt tái nhợt, hắn đau đớn ngã xuống Vân Hải phập phồng, trơ mắt nhìn mọi người bên dưới hóa thành cho bụi nhưng bất lực. Đến lúc này, ngoại trừ bọn hắn một vài đại chúa tể, toàn bộ nhánh đại huyền thiên đều bị diệt vong, không ai sống sót. Kỷ nguyên đại kiếp, mặc dù chỉ nằm trong phạm vi thánh đồ, nhưng gây ra phản ứng dây chuyền đáng sợ, lan rộng đến toàn bộ giới ngoại chi thiên. Không bên nào có thể thoát khỏi, toàn bộ vô tận thiên vực, vô số sinh linh, trong tay của những đại tôn này, cũng chỉ trong vài chục ngày đã bị phá hủy hoàn toàn. Trịnh Nham là một trong những trưởng lão còn sót lại trong giới Huyền Lan, hắn trốn ở sâu trong vấp nọc Vân Hải, kinh ngạc nhìn bồ đề cổ thụ như hiện lên trước mắt, những biến động đáng sợ bao trùm, khiến cả người hắn kinh hồn bạt vía, ý chí gần như vỡ trận. Trời muốn diệt ta, hắn lắp bắp mở miệng, chứng kiến đạo sấm sét thứ hai rơi xuống. Đánh thẳng vào bồ đề cổ thụ trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ phát ra xuyên thấu vào mắt hắn, hắn cả người chấn động, trong đôi mắt trợn tròn có máu tươi chậm rãi chảy ra, đồng tử tại thời khắc này vỡ vụn, cả người vẫn duy trì tư thế trước đó vẫn không hề nhúc nhích, đúng là cứ như vậy mà chết. Đây mới là lực lượng cường đại nhất giữa thiên địa. Mà là thiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cảm nhận được tiếng sét đánh vào mặt, trên người hắn hắc viêm lượn lờ, hận không thể đem tất cả những lực lượng này vào trong. Lực lượng của Chí Tôn, cùng điều này là gần như. Ngao Long tự nhủ, trong mắt nhật nguyệt nhấp nhô, ánh mắt lạnh, chấp niệm về Chí Tôn sâu sắc hơn một chút. Thanh sư lóe lên, không tự chủ được cúi đầu thật lớn, bầm nổ tung, không thể chống lại lực lượng cực kỳ đáng sợ này. Bắc Minh Nguyên đứng bên cạnh thanh sư, mắt nhìn trời, nhìn chằm chằm lại một tiếng sấm rơi xuống, hắn trong nội tâm gầm lên giận dữ, sinh ra hào khí muốn cùng thiên địa đối kháng. Giờ khắc này, trong đám người ở đây, có người sinh ra kiêng kỵ, theo bản năng lui về phía sau, có người trong nội tâm chiến ý càng sâu, thần sắc càng thêm kiên định. Chính là loại lực lượng này, khiến ta không thể giải thoát, chỉ có thể để cho một người chết mới có thể thoát ly. Không rõ cười lạnh mở miệng, thân hình thẳng tắp, lực lượng quỷ dị không ngừng thay đổi quanh người. Người chết chỉ có thể là ngươi. Ánh mắt thần chiến lạnh như băng, bốn vó đạp nát hư không, hắn ngẩng đầu lên cao, tựa như chiến thần cao ngạo. Bắc Minh Nguyên. Chu Thạch Linh sắc mặt âm trầm, nhìn đệ âm dương luân trước mặt, Bắc Minh Nguyên không biết khi nào xuất hiện, gia hỏa này xuất hiện ở đây khi nào. Đồ chết tiệt, người đã khôi phục lý trí rồi sao? Chu Thạch Linh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Bắc Minh Nguyên trong đệ âm dương luân, người kia lúc này hiện ra trạng thái, khiến cho hắn trong nội tâm kinh dị càng thêm nồng đậm. Hay nói, ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ mất đi lý trí. Chương 1011, mặt sát tiêu viêm. Thân đinh, chúng kết thánh chủ lạnh lùng, trong khoảnh khắc phong tỏa đại huyền thiên, hắn liền nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra với vô tận thiên vực, cú sốc khí lực đáng sợ vẫn còn trước mắt, khiến hắn không nhịn được mà kinh hãi. Lực lượng từ đại huyền thiên, vậy mà có thể lan đến thánh đồ. Kiếm đấu sắc mặt tái xanh, hắn tuy rằng không thể nhìn thấy một màn đại huyền thiên, nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng nhận ra cỗ lực lượng này, trực tiếp xuyên thấu vô số trọng thiên vực. Dường như cuồng phong bão táp vào mặt, khiến hô hấp đều đình trệ. Đây là lực lượng khủng khiếp của đại tôn. Vũ Chiến ánh mắt âm trầm, một trái tim đập thình thịch, ý định giao chiến bất tận trong nội tâm kích động, ánh mắt không thể chờ đợi nhìn về phía thiên khư. Đại loạn đã đến, đại huyền thiên không có sinh linh tồn tại, cảnh tượng này sẽ sớm lan rộng đến toàn bộ giới ngoại chi thiên. Chúng kết thánh chủ lắp bắp tự nói xong, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía thân đình sâu.
chúa tể lệnh giảm, vốn đã khiến nhiều đại chúa tể bắt đầu tai họa thánh đồ, đã có vô số nguyên cảnh cùng thiên vực bị phá hoại. Bây giờ nhân vật cấp đại tôn bắt đầu xuất thủ, toàn bộ giới ngoại chi thiên sẽ sinh linh thánh đồ, thần đình ngay cả khi có thiên hà nguyên linh tồn tại, cũng không thể ngăn cản những người này. Chí tôn không còn xuất thủ, không chỉ thần đình, thánh đồ sẽ được chôn cất. Nếu chúng ta bước vào đại tôn, thần đình không sợ bọn hắn. Vũ Chiến lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lóe lên, lúc nói chuyện, trực tiếp đang nhìn chằm chằm vào kết thúc. Chúng ta đặt cược, chờ đến lúc nhìn ra kết quả tốt nhất. Kết thúc thản nhiên mở miệng, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không đồng ý hứa ly mở tới cao thiên nguyên cảnh, các ngươi mấy người cũng vậy. Biết rồi, một vài vị hoàng chủ hơi trắng bệch, đối mặt với làn sóng này và tai họa của giới ngoại chi thiên, thần đình cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể làm tất cả các thể chế có thể co lại, tránh cùng tồn tại giao thủ, đối với vô số bộ phận thần đình và vô số thần đình đại quân, cũng không có thời gian để bận tâm đến sự sống chết của bọn hắn. Ít nhất, hầu hết các lực lượng sinh học từ cấp chúa tể trở lên vẫn còn, ở mức tối đa thiên nguyên cảnh, đó là đủ. Đại huyền thiên, những biến động đáng kinh ngạc đang tăng lên, pha trộn với mùi máu tươi trong hư không, nơi này giống như một chiến trường tu la vô tận, bầu trời xám xịt và mây, từng luồng gió khiến đại tôn kinh hãi, bồ đề cổ thụ đứng sừng sững giữa thiên địa, giống như muôn đời, trải qua những lễ vật khủng khiếp. Bên cạnh đống đổ nát, mọi người đều kiêng kỵ trong nội tâm, dưới lôi kiếp. Không có ai tiến lên hái quả bồ đề, nếu vì thế mà kéo lôi kiếp đã đến chính mình, ở nơi khủng hoảng này trải rộng, cùng chịu chết không khác gì. Đây mới là đạo thứ bảy, ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy, đại tôn cũng khó có thể chống lại. Minh tôn ngẩng đầu lên, trong tay phất bụi lấp lánh ánh sáng mông lung, giống như một hàng rào hư vô xung quanh hắn, chặn được lực lượng của nó. Khi đạo thứ bảy tan đi, hàng rào trước người hắn đều rung lắc dữ dội, tại chỗ hạ một khắc liền đột nhiên vỡ vụn. Nhìn kìa, bồ đề cổ thụ cũng không thể chịu đựng được nữa. Ma La Thiên cười ngượng ngạt, sừng sững trên những cây cổ thụ giữa thiên địa, thân cây sớm giống như bị liệt hỏa đốt cháy vết cháy trải rộng, vô số râu bị gãy không ít, cành lá rậm rạp càng trần trụi, chỉ còn lại 8 quả bồ đề lấp lánh ánh vàng treo cao. Đại tôn lực lượng mà bồ đề cổ thụ sử dụng, có lẽ là tiêu viêm, nếu bồ đề cổ thụ bị xóa sổ, hắn có thể sống sót không? Ma La Thiên nhìn về phía Bắc Minh Nguyên. Âm trầm mở miệng, và cho đến bây giờ, hắn cũng hiểu tất cả mọi thứ, không có thắc mắc gia hỏa này sẽ đột nhiên xuất hiện, chỉ để cung cấp cho tiêu viêm thời gian để bước vào đại tôn. Không ai trả lời hắn, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ thâm trầm, không nhìn ra trong nội tâm nghĩ, nhưng không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều ở các loại, chưa kết thúc, thời khắc này, không rõ cùng thần chiến đều không tính là gì. Âm âm, đạo thứ 8 rơi xuống từ bầu trời u ám, không còn là màu đen kịt như trước nữa. Trong màu xám trắng mang theo một làn gió sâu thẳm, tốc độ cực nhanh, hầu như không thể dùng mắt bắt được, gần như trong nháy mắt xuất hiện, đại hoang cổ mộc xuyên qua huyền lan dưới rung động càng thêm kịch liệt, vạn mộc sọt, vết nứt trải rộng khắp, trên đó vô số thế giới lần lượt sụp đổ, không thể chịu đựng được lực gạt bỏ của địa phương. Bồ đề cổ thụ như bị tấn công nặng nề, ánh sáng vàng trên trái cây bồ đề đều mờ dần trong nháy mắt, cây khổng lồ lắc lư giữa thiên địa, vết nứt trên thân cây rải rác. Dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Bắc Minh Nguyên trong nội tâm trầm xuống, trong suy đoán của hắn, nếu tiêu viêm bước vào đại tôn, hẳn là có thể dễ dàng để bồ đề cổ thụ vượt qua kỷ nguyên cũ mới đúng, bây giờ làm sao có thể biến thành như vậy? Lực lượng này, bất thường. Không biết nhe răng cười, nhìn về phía thần chiến, người từng thấy mộc bồ đề cổ thụ, khi nó gặp phải kỷ nguyên cũ xóa bỏ, có thể giống như vậy. Uy lực còn lâu mới bằng thế này. Dưới mũ giáp nhuộm máu, thần chiến lắc đầu, thanh âm nặng nề, một đôi tinh quang trong huyết nhãn toát ra nhíp người, là bởi vì những người khác. Nói đúng rồi, lực lượng này, hầu hết là hướng về phía chuyển nhân hỗn độn, hắn bước vào đại tôn, thiên địa đều muốn xóa bỏ hắn, đáng tiếc, liên lụy đến một gốc bồ đề cổ thụ sắp diệt vong. Tiêu viêm ngồi xếp bằng dưới bồ đề cổ thụ, gương mặt đã nhợt nhạt, khí huyết toàn thân điên cuồng dâng trào, bù đắp những biến động đáng sợ xuất hiện từ hư không. Bồ đề cổ thụ trước mặt lung lay sắp đổ, ông lão thò đầu ra thở gấp, mi tâm sắp vỡ vụn. Đây chỉ là đạo thứ 8 lôi kiếp. Lão phu không thể chống đỡ được nữa, cứ tiếp tục như vậy, đạo thứ 9 giáng lâm, lão phu chắc chắn sẽ chết. Lão gia hỏa có khuôn mặt như màu đất, ông đã trải qua nhiều lần kỷ nguyên cũ xóa sổ, nhưng không một lần đau đớn như bây giờ. Nó không chỉ là một sự bôi nhọ chống lại ngươi. Tiêu viêm ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng tràn đầy ngưng trọng. Lúc này hắn cùng thổ bồ đề cổ thụ liên kết thành một thể,
người kia đau đớn cũng không kém phần không kém đổ vào hắn, lấy hỗn độn khí thăng hoa nghênh đón thực lực toàn trời triệt địa này, không những không làm cho nó suy nhược, ngược lại còn cuồng bạo hơn, làm trầm trọng thêm đòn giáng mạnh vào hắn. Người giờ phút này cùng lão phu một thể, bị thiên địa khóa chặt, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe ra ý nghĩa của Tiêu Viêm, ông già lắp bắp tự nói, khó có thể nói là cảm xúc gì, trông giống như Tiêu Viêm liên lụy hắn, nhưng hắn cũng liên lụy đến Tiêu Viêm. Không, chúng ta sẽ không chết. Tiêu Viêm cười lạnh, trong mắt tinh quang như cầu vồng, khí huyết trong cơ thể ầm ầm dâng lên, phô thiên cái địa, cùng lực sát hạch ngập trời này va chạm cùng một chỗ. Chương 1012, thất bại. Trong cơ thể thiên địa, đại thế giới giống như đang ở trong không gian hư vô, thực lực xóa bỏ của kỷ nguyên cũ quét qua, mênh mông, nơi đi qua, tất cả các ngọn núi và sông nhạc cùng sinh linh bị xóa sổ, đại thế giới run rẩy, không thể chịu đựng được lực lượng này, mắt thấy sắp sụp đổ. Ông! Cuối đại thế giới, bầu trời ảm đạm dường như thay đổi màu sắc, ngay sau đó, hỗn độn khí vô tận quét qua, chẳng hạn như thủy triều dâng cao, ùn ùn kéo đến, gần như trong thoáng chốc. Đó là sự xóa bỏ của một mảng lớn kỷ nguyên cũ, đại thế giới, một lực lượng mạnh mẽ từ bốn phía tăng vọt, với hỗn độn khí mã thủ là hướng tới, dễ dàng như bàn tay, nhưng một vài hơi thở, đã được xóa sạch tất cả các lực lượng đại thế giới. Nơi hỗn độn khí đi qua, núi sông đạt tới sự phục hồi của tất cả mọi thứ, như thường lệ. À, trên thân cây bồ đề, lão già kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ dựa vào lực lượng của mình, thế nhưng có thể chống lại lực lượng của đạo thứ 8. Gia hỏa này không phải vừa bước vào đại tôn sao? Tiêu Viêm thở dài một hơi, thân hình theo bản năng run rẩy một chút, lực lượng khủng bố này thậm chí còn vượt qua một số đại tôn, nếu gặp phải khí hắn hay đại chúa tể, sẽ hoàn toàn không có lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ chết. Không rõ. Hắn lắp bắp tự nói, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ông già này, khi thanh long cổ vị diện đã để lại một cái gì đó trên người hắn, nếu không phải hắn cùng bồ đề cổ thụ liên kết như một, e rằng vẫn chưa thể phát hiện ra. Thật bất ngờ, truyền nhân của hỗn độn bước vào đại tôn lại mạnh mẽ như vậy. Vượt qua đạo thứ 8, lão già nhịn không được mở miệng, với kiến thức của hắn cũng không thể tưởng tượng được, một người mới vào đại tôn sẽ có thực lực như vậy. Kế tiếp còn có đạo thứ 9, dựa theo tình huống trước mắt mà xem, ẩn chứa lực gạt bỏ chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Hãy yên tâm, lão phu sẽ giúp đỡ bằng mọi giá. Lão gia hỏa trầm giọng mở miệng, Tiêu Viêm hiện ra thực lực đáng kinh ngạc để hắn hạ quyết tâm. Được. Tiêu Viêm gật đầu, triệt tiêu đạo thứ 8 đã là để cho hắn xuất ra toàn bộ lực lượng, nếu không có sự trợ giúp của bồ đề cổ thụ, tiếp theo là đạo thứ 9 e rằng rất khó chịu đựng. Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng mỗi lần tan rã, hỗn độn khí sẽ nặng nề hơn một chút, giống như bước vào nền tảng của đại tôn không ngừng vững chắc, được coi là một niềm vui bất ngờ. Tới đây, ông lão gầm nhẹ, thanh âm bén nhọn, trong nháy mắt âm thanh vang lên, Tiêu Viêm liền cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ lớn. Giống như là có quang hoa vô tận nở rộ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng nhắm hai mắt lại, cả người như bị sét đánh, cả người không ngừng run rẩy. Chết tiệt! So với lúc trước cường hoành hơn mấy chục lần. Lão giả hai mắt lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ở đạo thứ 9, thân cây cổ thụ bị gãy, cháy đen một mảnh. Bên ngoài đống đổ nát huyền ninh, bầu trời bị rách nát, vàng tím rơi xuống, giống như lôi thần giáng thế. Thông thiên nộ lôi cuốn quanh chân trời, mấy vị đại tôn lần lượt đổi màu, mỗi người tự động dùng thủ đoạn thoát khỏi nơi này, hư không nơi bồ đề cổ thụ đều hóa thành cho bụi, thân cây cổ thụ vỡ vụn, tám quả bồ vẫn treo trên hư không, coi như bồ đề cổ thụ bị phá hủy hoàn toàn, bồ đề quả cũng không bị ảnh hưởng nửa điểm. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm trong nội tâm, chỉ cần bồ đề quả không có việc gì là được. Âm âm, huyền lan giới, sừng sững một số kỷ nguyên đại hoang cổ mộc sụp đổ. Toàn bộ dễ đại huyền thiên như bị phá vỡ, huyền lan giới thậm chí còn lại huyền trí dương và những người khác trực tiếp bị nhấn chìm, từng phong ấn đại chúa tể từ vân hải cuồn cuộn nổi lên, giống như một linh đã chết, hòa nhập vào hư không. Đại hoang cổ mộc ngã. Mọi người kinh ngạc, tâm tư phập phồng, tần ông sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh quang chớp động, lực lượng càng kinh khủng, liền nói minh Tiêu Viêm thực lực càng mạnh mẽ, điều này có thể không phải là một tin tốt. À, đó là bất ngờ. Ngay cả đại hoàng cổ mộc cũng không thể chịu đựng được lực lượng này. Nụ cười lạnh không rõ ràng, có vẻ như chúng ta sẽ thay đổi một nơi khác, đại huyền thiên này sẽ sớm biến thành bụi của giới ngoại chi thiên. Không quan trọng, thần chiến vẫn duy trì tư thế chống kiếm mà đứng bất động, trong mắt huyết quang lạnh lẽo, huyền lan giới tan vỡ, làm cho hắn không hề gợn sóng. Đại hoàng cổ mộc ngã xuống,
có những tiếng nức nở trầm thấp giữa thiên địa, giống như đang khóc cho nó. Đó là tiếng rên rỉ của nhiều thánh linh ẩn náu trong đại huyền thiên, tượng trưng cho sự sụp đổ của đại hoang cổ mộc của đại huyền thiên, và thiên địa này sắp bị hư mất, và không có gì kỷ nguyên đã không bao giờ xảy ra một lần nữa. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ thẫm, mái tóc đen xõa tung, tựa như nhập ma, không ngừng phát tiết nỗi đau trong cơ thể, cùng với đạo thứ 9 hóa thành lực xóa bỏ oanh ào xông đến, hỗn độn khí trước đó trong nháy mắt bị xé rách, toàn bộ đại thế giới giống như phá hoang, lực xóa bỏ không ngừng ăn mòn. Tiêu Viêm cố gắng đón địch bằng mọi cách, hỗn độn khí liên tục lao như tờ giấy, bị xé rách, không có lực lượng nào có thể ngăn cản lực lượng xông sát tiến lên phía trước. Hỏng rồi, hay là đánh giá thấp lực lượng cuối cùng này? Sắc mặt lão già đau đớn, Tiêu Viêm lúc này bị tấn công, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ cây bồ đề cành cây bị phá hủy, hắn muốn vận dụng lực lượng của bồ đề cành khô cũng không thể làm được, duy nhất còn lại, chỉ có cái này lung lay sắp đổ bồ đề dưới cùng 8 quả bồ đề. Bồ đề quả. Lão già tìm về tinh thần, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, chợt hung hăng một chút, hai tay mạnh mẽ rơi xuống. Trong giới bồ đề, từng đạo kim quang ảm đạm hiện lên, 8 quả bồ đề toàn bộ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí kém. 8 quả bồ đề này đã được trao cho ngươi, lão phu cùng ngươi có thể sống sót. Chỉ cần nhìn vào ý trời đi. Khuôn mặt của ông lão run rẩy, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy ra, 8 quả bồ đề nha nhao nhao tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, thoáng chốc, Tiêu Viêm liền bị ánh vàng bao phủ. Cả giới bồ đề ầm ầm chấn động, giống như có lực lượng đáng sợ hơn bộc phát, trong hư không, xuất hiện vết nứt rõ ràng có thể thấy được. Đại huyền thiên, Tân Ông, Ngao Long và các đại tôn khác đột nhiên thay đổi sắc mặt, dưới sự theo dõi của bọn hắn, 8 quả bồ đề là tất cả không nhìn thấy. Chương 1013, Môi giới. Trong nháy mắt kinh ngạc, Tân Ông sắc mặt ầm trầm xông lên, tinh hà kích động, nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp tàn sát lực lượng. Trong lúc tan vỡ không giống tinh quang lấp lánh, trực tiếp tiếp đến trước thổ bồ đề cổ thụ bị lôi kiếp chém ra. Ở phía xa, Ngao Long có vẻ mặt âm u, chiếm giữ trong thân rồng khổng lồ trong hư không xuyên qua nhiều lôi hải, cùng Tân Ông một trước một sau đã đến đống đổ nát đã trở thành đất cháy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngao Long mặt dày, trong mắt nhật nguyệt xoay quanh, ánh sáng lạnh sợ hãi, bồ đề quả thật sự biến mất không thấy, mà cũng không phải rơi vào trong hư không vỡ như hắn đoán. Tân Ông lạnh lùng không nói lời nào, xung quanh tinh quang lượn lờ như hỏa diễm, chống lại gió lan rộng khắp bốn phía, hắn vươn tay ra, sờ qua cổ mồi khô héo trước người, lực lượng kinh người chảy xuôi trên thân cây bị chém ra, chỉ cần lan ra lực lượng giết chết có thể khiến đại hoàng cổ mộc ngã xuống, khó có thể tưởng tượng, lực lượng đổ đầy tất cả vào thổ bồ đề cổ thụ lớn cỡ nào, nếu là ngươi, có lòng tin nào ngăn trở đạo thứ 9 này không? Tân Ông chợt mở miệng, như có điều suy nghĩ. Ngao Long trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, có lẽ có thể dĩ, nhưng rất khó, không cần phải tự lừa dối mình. Tân Ông lắc đầu, trực tiếp ngắt lời Ngao Long, bồ đề cổ thụ là thiên địa bí ẩn hơn thiên hà nguyên linh, thiên địa muốn xóa bỏ lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, không phải đại tôn có thể dễ dàng chống lại, có lẽ không rõ, hồng mông những người này có thể sống sót, đặt trên ta, chỉ có hậu quả của sự chết chóc của nhục chính xác. Nghe vậy. Sắc mặt Ngao Long thay đổi, trong nội tâm do dự bị Tân Ông nói một câu, hắn hừ lạnh một tiếng, loại lực lượng này như thế nào, cùng ta không liên quan, ta chỉ muốn biết bồ đề quả đi đâu. Trong hư không rộng lớn này, ngoại trừ hai người bọn hắn, các đại tôn còn lại thậm chí không thể tiến lên, ngay cả khi có khả năng này, cũng không dám mạo hiểm, như vậy đủ để nói rằng thiên địa xóa bỏ lực lượng đáng sợ. Ta đoán, có lẽ vì Tiêu Viêm, Tân Ông lạnh mặt. Nhìn về phía Ngao Long đột nhiên ngạc nhiên ánh mắt, hắn cười nhạt, trong mắt tinh quang nóng bỏng, có vô hình tức giận đang cháy, ngươi nếu không tin, chúng ta chờ xem. Nói xong, hắn hướng về sau rút lui, tinh quang như sóng, vượt chông gai, rời khỏi mảnh vỡ này tràn ngập hư không vực sâu. Ngao Long ánh mắt âm trầm, trong nội tâm sát ý ngập trời, đối mặt với sự uy hiếp này cũng không dám dừng lại quá nhiều, cùng Tân Ông rời đi. Biết được suy đoán của Tân Ông. Sắc mặt mọi người thay đổi, mà là thiên gắt gao nhìn về phía Minh Tôn, tất cả bắt nguồn từ lão già này, hào hào nhất định phải đánh bạc cái gì, lần này có thể tốt, bồ đề quả một quả không còn lại. Nói như vậy, cây bồ đề là dự định mượn tất cả các lực lượng ẩn chứa trong trái cây bồ đề để Tiêu Viêm chống lại sự xóa bỏ của kỷ nguyên cũ. Minh Tôn mặt không chút thay đổi nhìn Tân Ông, thấy người kia gật đầu, hắn khuôn mặt lạnh lùng, chợt cười lạnh lùng, chư vị yên tâm,
Bồ đề quả có thể không phải khu vực chúa tể lệnh có thể so sánh, trong đó ẩn chứa lực lượng không tầm thường, hắn một đại tôn vừa bước vào, coi như là truyền nhân của hỗn độn, cũng quả quyết không có khả năng chịu đựng 8 quả bồ đề quả, bồ đề cổ thụ đây là hoàng hốt. Ngựa chết làm ngựa sống, hắn không thể chứa được 8 quả bồ đề, lão phu ước tính, tối đa là 3 quả đủ. Đợi hắn chống đỡ được thiên địa xóa bỏ, hiện tại phía sau cũng sẽ suy yếu vô cùng, đến lúc đó, Tiêu Viêm có thể có giá trị hơn mấy quả bồ đề kia. Những lời lẽ tràn đầy tự tin khiến mọi người có chút thấm đẫm vẻ u ám, thân hoàng không cho rằng có thể cười, dung nhan xinh đẹp kinh tâm động phách, lại ẩn chứa một chút sát ý lạnh lùng, thật là một lời nói thật tuyệt vời. Nhưng người có nghĩ tới, nếu sau khi Tiêu Viêm xuất hiện càng mạnh mẽ hơn, nên làm sao? Nàng được sinh ra trên hỏa bồ đề cổ thụ, sau một thời thơ ấu lại được tặng một đoạn từ thổ dân, thiên địa ngũ hành có 2 cổ phiếu lực lượng gia tăng lên người nàng, là thiên địa thượng thượng cao nhất. Lực lượng của bồ đề cổ thụ đã giúp đỡ rất nhiều cho nàng, giờ phút này thổ bồ đề cổ thụ đã trải qua sự tàn sát của kỷ nguyên cũ, nếu Tiêu Viêm giúp nàng bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn này. Có trời mới biết sẽ nhận được phúc duyên gì. Nếu đúng như vậy, lão phu tự nguyện làm phương tiện truyền thông cho các vị, mời các vị cùng xuất thủ với nó. Minh Tôn giọng nói vang dội, lời vừa ra khỏi miệng, giống như cùng thiên địa hưởng ứng, trong hư không có trật tự pháp tắc đang thăng trầm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình, coi như là tinh đấu lạnh như đá cùng thú hoàng đồ cũng nhìn về phía trước, không ngờ lão già này lại hạ quyết tâm như vậy. Bắc Minh Nguyên trong con người nặng lấp lánh, thầm nghĩ không tốt, mỗi vị đại tôn đều là một tồn tại độc lập kiêu ngạo, trong nội tâm tự cho mình rất cao, không dễ dàng liên thủ với đại tôn, đặc biệt là những người còn sống sót một số kỷ nguyên lão gia hỏa, nhưng nếu có người nguyện ý ủy thác làm phương tiện liên quan, giữa đại tôn cũng không thiếu chuyện liên thủ xảy ra. Thật thú vị, vì vậy ta hy vọng Tiêu Viêm sẽ xuất hiện. Ma La Thiên cười lạnh, Minh Tôn thực lực phải ở trên hắn, nếu lão gia hỏa này nguyện ý làm phương tiện liên quan, nói không chừng hắn có thể âm thầm ẩn chứa một ít lực lượng của người kia. Minh Tôn lạnh lùng, tay phất bụi nhẹ nhàng, bên mình không ngừng thay đổi, chống đỡ dư thế không thể lan tỏa về phía hắn, làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình run rẩy bình tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt lại cực kỳ nhợt nhạt, mi tâm lồi ra, hai bên huyệt thái dương càng không ngừng đập, trong đầu dường như đang trải qua đại chiến gì đó. À, tính sai. Lão gia hỏa lắp bắp tự nói, hắn quá nóng vội, thế nhưng lại đem toàn bộ 8 quả bồ đề quả rót vào trong cơ thể Tiêu Viêm, người kia chẳng qua chỉ là vừa bước vào cấp đại tôn, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng như vậy. Cho dù không bị tàn sát tâm thần, cũng sẽ bị lực lượng bộc phát ra của bồ đề quả bè nát thành cho bụi. Thiên địa trong cơ thể, đại thế giới, thực lực của sự tàn phá bạo lực là rộng lớn, đi qua, hư vô là không còn tồn tại, một nửa đại thế giới tại thời điểm này bị giết. Mang lại thảm họa không thể tưởng tượng được. Sự sụp đổ của thiên địa trong cơ thể đại tôn, không thua kém sự sụp đổ của phong ấn đại chúa tể, hậu quả là không thể chịu đựng được. Cuối chân trời, ánh vàng vô tận xông tới, trong phút chốc liền xuất hiện ở phía trước lực xóa diệt, kim quang biến hóa, tự như hóa thành bộ dáng Tiêu Viêm, trong lúc giơ tay lên, một mảng lớn ánh sáng vàng như thủy chiếu dâng lên, giống như chí tôn đích thân đến, trong khoảnh khắc bức lui một phần lực sát hại. Chương 1014 Tân sinh, lực xóa sổ lớn rút đi, không đợi kim quang tiếp tục tiến lên, lực đạo của hào hùng lại đột nhiên vọt tới, so với trước kia càng thêm hung hăng, tựa như hóa thành vô số hung thú chọn người mà cắn nuốt, chỉ trong nháy mắt đã dập tắt một mảng lớn ánh vàng, ngay cả Tiêu Viêm hóa thành cũng lặng lẽ sụp đổ. Vù, ánh vàng dâng lên, Tiêu Viêm lại xuất hiện, thần sắc hắn ngưng trọng, 10 ngón tay liên động, sau khi ánh sáng vàng cuồn cuộn dâng lên, tựa như hóa thành một đạo thiên địa pháp tướng. Xa xa, lực xóa sạch mênh mông như biển nồng đậm đến cực điểm, tự như thực chất, phát ra tiếng thét điên cuồng kinh thiên động địa, xen lẫn vô số tiếng sấm kinh cuồng, không ngừng xâm nhập vào thiên địa vỡ vụn. Ầm ầm, tiếng sấm giật mạnh, như nộ lòng chiếm cứ, ngang qua thiên địa, vô số hung thú chạy về một chỗ, lực đạo kinh người ngập trời, hóa thành một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh hùng vĩ trên thiên địa, giống như hình thái người khổng lồ, không thể nhìn rõ bộ mặt của nó. Duy chỉ có ánh sáng rực rỡ giữa hai mi tâm, có ánh sáng chấn động người ta bắn ra. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại, hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất thủ, lực xóa bỏ hùng hồn giống như sóng dữ bao trùm, sương mù dày đặc che trời, làm cho ánh sáng vàng quanh người Tiêu Viêm nhanh chóng rút lui, hỗn độn khí bay phất phới, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiêu Viêm kêu lên, miễn cưỡng ngăn cản được lực đạo ngập trời, thân hình vàng,
từng vết nứt xuất hiện, gần như trong phút chốc, thân thể này lại vỡ ra, nơi thiên địa nhanh chóng bị thương. Cách xa hàng ngàn dặm, Tiêu Viêm một lần nữa xuất hiện, thực lực xóa bỏ ầm ầm, đã đến trước mặt, dễ dàng như trở bàn tay, thế không thể ngăn cản. Ông, Tiêu Viêm gầm nhẹ, toàn thân vàng rực rỡ, hỗn độn khí thông suốt, vàng pháp tướng phía sau xuất thủ, hai cổ phiếu xảy ra va chạm cực kỳ, thiên địa giống như rung lắc, mang lại sự sụp đổ nhanh hơn. Trên cơ thể của Tiêu Viêm, một vết nứt khác xuất hiện, vàng pháp tướng giống như một tiếng rên rỉ, sụp đổ. Hai lực lượng đồng thời bị tiêu diệt, nhưng lực sát hại hùng hồn lại tiếp tục tiến về phía trước, sấm sét gào thét điên cuồng, không thấy nửa điểm suy sụp, hư ảnh khổng lồ kia đứng cao dưới bầu trời, ánh sáng trong mi tâm kinh người, giống như là biểu hiện của ý chí thiên địa, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Những vết nứt trên thân hình không ngừng xuất hiện, Tiêu Viêm thở dài một hơi, không ngừng né tránh lực gạt úp, đạo thứ 9 cường hoành vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn toàn lực có thể đối phó với đạo thứ 8. Đối mặt với đạo thứ 9 này lại không có nửa điểm lực đối phó. Trong tâm trí nhấp nhô, hơn một nửa đại thế giới đã bị tiêu diệt thành hư vô, thực lực xóa bỏ, ngay cả hư không đã tiêu tan. Ông! Phía sau, ánh sáng vàng đột nhiên nở rộ, tâm thần Tiêu Viêm chấn động, quay đầu nhìn lại, 8 quả bồ đề giống như từ thiên ngoại xông đến, ánh vàng bao phủ trong thế giới tản đi, hóa thành hùng hồn như rồng, phá tan gông cùng xiềng xích của thiên địa, giống như vật vô chủ, tàn phá giữa thiên địa mà động đậy. Nơi đi qua, từng mảng lớn lực xóa bỏ. Sau một khoảnh khắc kinh ngạc, Tiêu Viêm lao ra, ánh vàng quanh người quét qua, không kịp suy nghĩ nhiều, từng bàn tay to xé rách không trung, nắm lấy những khí lực mênh mông này. Trong bồ đề quả ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đồng dạng là thiên địa thánh vật, nếu được sử dụng đúng cách, có lẽ có thể chống lại thực lực của việc xóa bỏ trong lôi ám. Khí lực bắt đầu, giống như là tìm đến miệng phát tiết điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, hắn cả người chấn động. Kinh mạch đều bị chống đỡ mơ hồ đau đớn, khí huyết trong cơ thể như biển, không khống chế được gào thét mà ra, trong phút chốc, toàn thân Tiêu Viêm kim quang rực rỡ như lửa, ẩn chứa uy thế ngập trời, đem lực gạt bỏ bức bách đến trước người trong nháy mắt xóa bỏ. Thân hình của Tiêu Viêm không thể chịu đựng được thực lực khủng khiếp này, trong nháy mắt tan vỡ, sau đó được tái sinh trong ánh sáng vàng, mắt thấy vết nứt trên người tràn ngập điên cuồng, một tâm tư đáng sợ lập tức nổi lên trong lòng. Giờ phút này lại không rảnh suy nghĩ nhiều, lực lượng không có chỗ phát tiết xông vào khắp cơ thể hắn, cùng với ánh sáng vàng rực rỡ lao ra, sóng trường như sóng to lớn, nơi đi qua, từng mảng lớn không còn sót lại chút gì. Lực lượng thật đáng sợ. Tiêu Viêm trong tâm trí chấn động, lực lượng này thậm chí còn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, ngay cả khi có hỗn độn khí cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Dưới bầu trời, hư ảnh khổng lồ dường như có cảm giác. Ánh sáng trong mi tâm kinh người, hắn một bước ra, quét qua thiên địa oanh xuống, vô tận lực xóa bỏ tự như ngưng tụ thành bóng tối, bao trùm bầu trời, rơi thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lao lên, thân hình vỡ òa trong lúc tái sinh đầy bóng tối, trong phút chốc, bóng tối tất cả, toàn bộ đại thế giới lặng lẽ bị giết, chỉ còn lại một mảnh hư không cuối cùng, giống như một hòn đảo hoang vắng, chìm bất cứ lúc nào. Phanh! Giống như nằm úp sấp trong một thời gian dài. Đột nhiên, một ánh sáng vàng lao ra khỏi bóng tối, xé toạc, giống như thiên địa thương thương mà kêu, ánh sáng vàng như lửa, với tốc độ đáng kinh ngạc tràn ngập bóng tối. Trong cột ánh sáng vàng, đôi mắt Tiêu Viêm lấp lánh, mái tóc đen xóa tung trên vai đều bị ánh sáng vàng phủ lên, một loại khó nói rõ ràng chảy xuôi bên ngoài cơ thể, làm nổi bật hắn như thần minh. Xa xa, ánh sáng giữa mi tâm hư ảnh khổng lồ càng thêm nóng bỏng, có lực lượng vô tận trong đó bắt đầu khởi động. Ta biết ngươi là ai, trong ý chí thiên địa của kỷ nguyên cũ này, ẩn chứa vô số dấu ấn của người đã chết, kỷ cũ nguyên diệt vong, dấu ấn của những người này vĩnh viễn biến mất trong dòng sông dài thời gian và không gian, thiên địa sẽ không còn người này nữa. Tiêu Viêm toàn thân vàng rạng rỡ, lực lượng tràn đầy trời trong cơ thể liên tục khuấy động, hắn ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm vào hư ảnh khổng lồ ở xa xa, thần sắc rất bình tĩnh. Thời đại mới không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn chặn bánh xe lăn về phía trước này, chí tôn không được, điều này cũng không được. Nói xong, Tiêu Viêm vươn tay ra, nhắm vào bóng huyễn khổng lồ ở xa, ánh sáng vàng như liệt diễm quét qua, phá vỡ hết thảy hắc ám. Một kỷ nguyên mới, sẽ rực rỡ hơn. Hắn lắp bắp tự nói, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thoáng chốc, ánh vàng vô tận bạo phát, ngay lập tức che khuất hư vô hỗn độn vô tận này. Hưu! Cho đến thời điểm này, ông già đã nhìn thấy Tiêu Viêm. Khuôn mặt của người kia sau một thời gian ngắn đau đớn trở nên phẳng, cho đến thời điểm này, hắn nhìn từ Tiêu Viêm đã đến từng tia vàng tràn ra ngoài,
ánh sáng vàng bắt đầu xung quanh nó, tất cả những vết thương mà Tiêu Viêm phải chịu trong nháy mắt trở lại như ban đầu. 8 quả bồ đề quả của lực lượng đều bị hắn hấp thu. Lao Gia Hỏa lắp bắp tự nói, lời nói chưa dứt, giới bồ đề này ầm ầm vỡ vụn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tái hòa nhập vào bồ đề cổ thụ phía sau. Trên đống đổ nát của Huyền Ninh, một cây cổ thụ mọc lên từ đống đổ nát, giống như một sinh vật mới, mặc dù chỉ cao một người, nhưng mọc đầy lá xanh, tươi ngon, tràn đầy sức sống. Chương 1015, phần tự tin này. Dưới bầu trời u ám, những đám mây dày cổ vẫn có những cơn sóng dữ dội về phía bốn phương, nhưng so với sự sụp đổ của đạo chín trước đó, mức độ này từ lâu đã không được mọi người để mắt đến. Trên đống đổ nát Huyền Ninh, thiên địa vỡ thành hư không, vực sâu đang nhanh chóng lành lại, khiến đại tôn sinh ra sự kiêng kỵ trong quá trình tiêu tán, sự tàn phá của kỷ nguyên cũ bắt đầu tan rã vào thời điểm này. Cây cổ thụ sừng sững giữa trời mọc trên con đường thứ 9 đổ xuống, sấm sét nổi lên như đốt cháy thiên địa, bồ đề cổ thụ hóa thành tro bụi trong biển ngập nước, và vào thời điểm này, trong biển lửa chưa tan, một cây non mọc lên từ rách nát, cành lá tươi tốt, tươi tốt. Trên đống đổ nát Huyền Ninh, đại địa phập phồng, cây cổ thụ một lần nữa bắt rễ trong đó, hấp thụ lực lượng giữa thiên địa, dưới sự quan sát của mọi người, chỉ vài hơi thở, cây cao một người phát triển mạnh mẽ, không bao lâu, lại một lần nữa đứng sừng sững dưới bầu trời, khác biệt duy nhất trước đây, chính là không có quả bồ. Điều này, Ngào Lòng ánh mắt lạnh lùng, thân xác lạnh lùng âm trầm, từ bồ đề cổ thụ mới này, hắn cảm giác đã đến một loại lực lượng cực kỳ thâm sâu đang bùng phát. Cảm giác này làm cho hắn tim đập nhanh hơn, bao nhiêu kỷ nguyên chưa từng có. Gương mặt xinh đẹp của thần hoàng dâng lên một chút khó tin, đôi môi đỏ mọng kinh ngạc mở ra, đôi mắt quyến rũ lòng người có gợn sóng, thổ bồ đề cổ thụ mới sinh hoàn toàn khác với những cây cổ thụ mà nàng từng thấy, giống như một cây hoàn toàn mới, không còn liên lạc gì với quá khứ. Hắn còn sống. Tân ông trầm mặt mở miệng, dưới dư âm của đường chín, một loại lực lượng hoàn toàn khác với đống đổ nát này dâng lên. Toàn trời triệt địa, khiến hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Tiêu Viêm quả nhiên bước vào đại tôn. Bắc Minh Nguyên lóe lên sự điên rồ, không nhịn được cười ngửa mặt lên trời, thổ bồ đề cổ thụ sống sót, Tiêu Viêm cũng đột phá đại chúa tể, chuyện tốt thành đôi. Đáng sợ ra hỏa, làm thế nào để làm điều đó? Qua phấn khích, Bắc Minh Nguyên giật mình, muốn thực lực chí tôn đạt được sự cân bằng là điều không dễ dàng, chứ đừng nói đến việc cân bằng toàn bộ thực lực của bảy đạo chí tôn, một quả sao. Hắn còn sống, sức gạt bỏ của kỷ nguyên cũ cũng không làm gì được hắn. Đại Huyền Thiên Trung ương, không rõ nụ cười lạnh, hỏa diễm trong hốc mắt đang cháy, có cảm giác xám trắng hoang vắng. Chiến Vô Ngôn, thân hình thẳng tắp, đứng đạp kiếm, ngoại trừ những điều không rõ ràng trước mặt, hắn dường như hứng thú với tất cả mọi thứ. Trong một huyễn cảnh mờ ảo, bồ đề cổ thụ rách nát mọc lại, đại địa phập phồng, vài nhịp thở, huyễn cảnh lung lay sắp đổ này chính là vững chắc, bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm. Lấp lánh như ánh sáng vàng chảy vào cơ thể từng chút một, cả người giống như tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, hắn đứng dậy, giống như phản quy chân, không khơi dậy bất kỳ biến động nào trong hư không. Tạ ơn ngươi, Tiêu Viêm. Cây cổ thụ trước mặt mở miệng, thân cây thô ráp như rồng, khuôn mặt lão già hiện lên, trên mặt già có một chút vui mừng sau khi bị kiếp nạn, thành thật mà nói, mức độ này vượt xa dự đoán của lão phù, vốn tưởng rằng chỉ có thể hóa thành bồi trồng tái sinh. Nhờ có ngươi, hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên địa xóa bỏ, người ta mỗi người một cái lấy cái cần, không cần phải nói cảm ơn. Tiêu Viêm mỉm cười, 8 quả bồ đề hóa thành lực lượng suýt nữa khiến hắn không chịu nổi, thân thể không ngừng vỡ vụn, may mắn hỗn độn khí bao dung vạn vật, lực lượng chí tôn cũng có thể hấp thu được phần lớn lực lượng, để hắn từ đó đến được nhiều hơn nữa cảm ngộ, biết được bản chất của lực lượng xóa bỏ không nói, thực lực càng tăng cường hơn nữa. Bước vào đại tôn còn có chút phù phiếm nền móng tại thời điểm này trở nên kiên cố vô cùng. Tiểu tử người thật đúng là không khách khí, một quả bồ đề cũng có thể làm cho đại tôn đỏ mắt, lão phu đem toàn bộ 9 quả bồ đề cho ngươi, coi như là chí tôn, cũng không có xa xỉ như vậy. Nghe vậy, cây cổ thụ bất đắc dĩ cười, sau đó có chút trông mong nhìn Tiêu Viêm, trên người ngươi có chưa kịp hấp thụ quả bồ đề. Không, không ai trong số họ. Tiêu Viêm lắc đầu như trống rỗng. Đùa giỡn cái gì, đã đến chính mình, còn muốn quay lại. Cây cổ thụ hừ nhẹ một tiếng, dường như đã sớm đoán được sẽ như thế này, quên đi, lão phu sẽ không ép buộc ngươi lấy ra, chỉ là ngươi nghĩ kỹ, bên ngoài còn có mấy đại tôn đang chờ đợi, sau khi ngươi đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định muốn lấy được quả bồ đề từ ngươi. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt tự cười mà không phải cười, hắn có thể nhận ra bên ngoài một vài đại tôn, ngoại trừ Bắc Minh Nguyên,
7 người còn lại thực lực khác nhau, nhưng đối với hắn ngày nay mà nói, 3 người trong số đó hơi khó chơi, còn lại 4 vị đại tôn, thực lực bình thường, cũng không làm cho hắn cảm thấy áp lực gì. Đại tôn cùng thiên địa ngang nhau, muốn xóa bỏ bọn hắn cực kỳ khó khăn, coi như chỉ còn lại một giọt máu cũng sẽ không ngừng tái sinh, muốn bọn hắn hoàn toàn chết. Biện pháp duy nhất là để cho cơ thể đại tôn tan vỡ, mà thiên địa trong cơ thể, nói là một mảnh diễn hóa ra bên trong cơ thể đến thiên địa, trên thực tế giống như một loại ý niệm hư vô cùng ý chí, cùng đại chúa tể có sự kỳ diệu tương tự. Nhìn thấy biểu cảm cực kỳ tự tin này của Tiêu Viêm, Bồ Đề cổ thụ sững sờ, chợt chấn động, nghĩ đến điều gì đó. Gia hỏa này sau khi bước vào đại tôn thực lực vốn không hề đơn giản, lại trải qua một phen tra tấn như vậy, hấp thu lực lượng trong 8 quả bồng thường, hiện tại có được thực lực, e rằng không thua kém những kỷ nguyên sống sót đáng sợ. Không đúng, còn 2 người nữa. Trong sự thán phục ngầm của Bồ Đề cổ thụ, Tiêu Viêm chợt mở miệng, trong mắt có ánh vàng lấp lánh, phát hiện đã đến khí tức thần chiến không rõ, thực lực của 2 người này mạnh hơn nhiều so với bát vị đại tôn bên ngoài. Ngươi có nhận thấy khí tức bên ngoài không? Thấy vậy, Bồ Đề cổ thụ ngạc nhiên, cuối cùng đã ăn giật mình. Lực lượng rất quen thuộc, một trong số đó phải là ông già đó. Tiêu Viêm lẩm bẩm, sắc mặt trong mắt trầm xuống, khi thanh long cổ vị diện, không rõ đã đặt một luồng lực lượng khó phát hiện vào trong cơ thể chính mình, cho đến khi bước vào đại tôn mới có chút phát hiện, nếu muốn giết hắn, không biết ở thanh long cổ vị diện liền có thể động thủ, nhưng chậm chạp không có động tĩnh, loại lực lượng còn lại trong cơ thể này cũng không mang đến áp chế gì cho chính mình, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tập mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo. Xin like cho có tinh thần, thêm một đăng ký, muôn phần cảm ơn.